Xin chào tất cả mọi người nhé, em là Cảnh hàng bãi Nhật đây. Hôm nay em có về một ít hàng bãi có dây điện 2.0, Hataja, búa, rìu, xà beng, một số combo dao. Đi vào từng món nhé. Mã số 1 là một quận dây Hataja 2.0, nõi 2.0. Quần dây này nặng 2,2 kg, dài 13 m. Dây này thì em bán 150k một mét một ký. Một ký thì được khoảng 6 m. Mã số 1 bán là 330k. Dây này thì vẫn còn ngon nguyên, không bị đứt hay bị gam gì hết. Ở một đầu thì có phích cắm. Dây này rất dẻo và bền. Đây. Quận số 1 em bán 330k. Quận số 2. Số 2 cũng một quận dây 2,2 kg, dài 13 m. Quần này cũng có phích cắm ở đầu, phích cắm 3 chân. Nhựa này là bằng nhựa trong suốt, rất là dẻo, nó bền. Này mang quần dây này mang các bác mang đi xài trong xây dựng các thứ rất là hợp lý. Mã số 3, quận này nặng 2,4 kg, dài 14,4 m. Quận này thì nó không có đầu, không có phích cắm. Quận này dây Hataja, có chữ Hataja. Mấy quận dây này đều cắp từ quận lớn, Hataja lớn mà. Ở trên thân dây có in chữ Hataja. Quận này thì giá là 360k. Đến mã thứ tư là mã số 4, là một lưỡi bào. Máy bào này nắp cho máy bào. Lưỡi này thì lưỡi này dài 9,5 cm, dài 9,5 cm, rộng 5,5. Ở đằng mặt lưng này có in chữ Nhật, in rất là nhiều chữ Nhật. Cái này nhìn hình thức thì vẫn còn mới, chắc người ta cũng ít sử dụng. Trên này nó hơi bị tòe cạnh một tí, chắc lúc người ta nắp người ta đóng. Này, một chiếc như vậy em bán giá 80k. Mã số 5 là một cây rìu. Cây này thì bị gãy cán rồi, các bác mua về thì kiếm cái cán khác sửa nắp vào là xài được. Cây này có chiều dài là 16 cm, chiều rộng của lưỡi là 7 cm 8, nó 8 cm. Cây này này trên thân có chữ Nhật. Cái này mã số 5 em bán giá 300k. Mã số 6 là một cái lưỡi rìu tai voi. Cái này ở trên đầu rìu người ta đóng nó bị tòe cạnh thì em mài mịn cho các bác này nhá.
Lưỡi thì em cũng mài sơ rồi. Nếu các bác về sử dụng muốn bén hơn thì mài thêm một chút nữa là xài là bén. Ở trên tân này gạch có bốn cái gạch. Cái này là còn lưỡi không có cán thì các bác mua về thì tự nắp cán. Cái này có chiều dài là chiều dài là hơn 10 cm một chút. Còn chiều rộng lưỡi là gần 11 cm, gần 11 cm. 10 cm 8. Cái này em bán với giá là 250k. Mã số 7. Mã số 7 cũng là một đầu rìu loại nhỏ. Đầu rìu này thì nhìn thì cũng còn rất là đẹp. Ở trên này nó hơi bị tòe cạnh thì em đã mài. Em mài mịn cho các bác rồi. Về các bác nắp cán là xài thôi. Lưỡi trên thân thì gạch thêm ba cái gạch này, chắc gạch để lúc chặt cho nó chống trượt. Cái này có chiều dài là 12,5 cm, chiều dài lưỡi là 7 cm, bề độ dày là hơn 2 cm, 2 cm 2, 2 cm 3 gì, hơn 2 cm. Cái này em bán giá 160k. Các bác mua về sử dụng nắp thêm cán là sử dụng được luôn. Mã số 8. Mã số 8 là một cái lưỡi dao đi rừng. Lưỡi dao đi rừng rất là lớn. Lưỡi dao này thì có chiều dài lưỡi là 10 15 cm, 15 cm. Bản 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 rộng 6 phân rưỡi, bản rộng 6 phân rưỡi. Này dài chắc khoảng tận 7 đến 8 ly. Này cả chiều dài cả cán của người nữa là 31 cm, 31 cm. Các bác thể chế làm thêm cán gỗ, hay là các bác kiếm vải ấy quấn lại thành cái cán vải, hay dù dây dù quấn quấn lại thành cái cán cầm là xài luôn cũng được. Như này thì ở trên này nó có khắc một chữ T. Cái này thì cạnh nó người ta xài, người ta chặt, người ta đập thì nó hơi bị tòe ra một chút xíu, thì em nó mài mài mịn này rồi cho các bác rồi. Lưỡi em cũng mài sơ qua. Cái này em bán với giá 270k. Nên mã số 9 là một cây xà beng để nhổ đinh hai đầu. Cây này có size là 360. Cái này size 360 của hãng Dogju. Hãng Dogju. Trên này có hình con cái đầu trâu. Bên này hình đầu trâu Made in Japan. Cái này cái đầu này nó vuông, các bác sử dụng, các bác xài có thể đóng đóng đinh, đóng đổ các thứ. Người ta bên này thì nó hơi bị ấy một xíu, nó hơi bị tòe ra một xíu, thì em nó mài mịn lại cho các bác, mài mịn sửa mài lại
còn lưỡi thì rất là khít, lưỡi không bị gam mẻ, hai bên lưỡi không bị gam mẻ. Cây như này em bán giá 80k. Cây số 10 cũng là một cây xà beng nhổ đinh. Cây này thì của hãng Yamaguchi. Ở trên này mình có khắc hình con gà trống size 360. Chỗ này nó hơi bị tòe một chút thì em nó mài lại rồi. Lưỡi thì vẫn còn nguyên, hai đầu thì vẫn còn nguyên, hai đầu nhổ đinh vẫn còn y nguyên, chưa bị gam mẻ gì. Cái này em bán giá 80k. Cây số 11. Cây này cũng là một cây xà beng nhổ đinh. Mà cây này thì nó không in chữ của hãng. Chỉ ở trên này thì có hình con gà này. Gà hãng, con gà hình của hãng, con gà, gà trống. Cái này dài 360 cm, 360 mm, 36 cm. Đầu nhổ đinh thì vẫn còn y nguyên, không bị gam mẻ gì, hai đầu. Cây này thì em bán giá 80k. Mã số 12 là viên đá mài của hãng Kodo. Đá mài này thì em nhập từ đá mài này là đá mài Đài Loan. Đá mài Đài Loan có độ mịn 1000 grit. 1000 grit với 6000 grit. Đá này mài ở nhà thì em cũng xài rồi. Mài rất là mịn, dao tránh bị chảy xước lưỡi dao. Mà cũng đá này mài rất là ăn thép. Các bác nào chưa có viên đá trong bếp thì liên hệ với em đặt hàng mua. Một viên đá như thế này em bán giá 180k. 180k. Và tiếp theo là combo dao. Mã số 13. Mã số 13 là một combo gồm 4 dao. Đây. Chiếc đầu tiên là một con dao Thái, trên nó có in chữ. Ở đây có chữ chữ 2 carbon stainless steel, thép carbon không gỉ. Đây, cây này thì em lấy ngoài bãi về thì em chưa đánh rửa vệ sinh gì nên nhìn nó không được đẹp mắt cho lắm. Cán thì cán nhựa còn chắc chắn. Này về bác ngâm với xà bông dầu rửa bát, các bác chà đi những cái vết này, vết ố, vết bám ở ngoài bãi để lâu ngày. Em về em chưa vệ sinh kỹ. Lưỡi dao thì các bác về bác dùng đá bác mài sơ qua cho nó bén là bác cho bác xài. Cây số 2 trong mã 13 là một cây dao Thái. Cán thì bằng gỗ, chốt hai chốt đồng. Cái này trên nó có in cả chữ checkmark pocket. Cái này chữ này không biết chữ của Nhật hay là chữ nước nào nữa. Chữ dưới này có từ nâu 90, hình cái máy bay ấy. Cây số 3 là một cây cũng dao Thái,
Cây này có 3 chốt. Cây này có 3 chốt. Cán này cán làm bằng nhựa. Cây này thì trên thân nó để lâu ngày ngoài bãi nó hơi bị rỉ, xét một xíu. Vâng, mua về tự vệ sinh, trà rửa mài lại là xài. Cây số 4 là một cây dao nửa lưỡi thường, nửa răng cưa, chút ở đây là răng cưa. Trên này có mấy chữ, mã số 13 này, 4 cây em bán giá 200k. Mã số 14 cũng là một combo 4 cây dao. Cây đầu tiên là một cây dao thái. Cây này có 3 chốt, cán thì bằng nhựa, trên nó có khắc chữ hi 2 carbon stainless, thép carbon không gì. Cây số 2 là một cây dao bản vuông. Cái này có chiều dài lưỡi là 16 cm, bản rộng 4 phân rưỡi, gần 5 phân. Trên nó có in chữ Galaxy 777. Cây số 3 là một cây dao thái nhỏ. Cái này thì nhỏ hơn các cây kia. Cái này có chiều dài lưỡi là 16 cm, bản trong thì rộng 4 phân, nhỏ dần ra bên ngoài. Bên ngoài lưỡi thì rộng 3 phân. Này cán gỗ 2 chốt nhôm. Số 4 là một cây dao răng cưa. Dao răng cưa. Cái này dài 32 cm. Trên nó có khác mấy chữ, chữ Nhật. Mã số 14 em bán giá là 220k. Mã số 15 là một combo gồm 5 cây dao. Cây đầu tiên là một cây dao thái. Khâu thì làm bằng nhôm, cán nhựa, 3 chốt nhôm. Trên nó có in mấy chữ Nhật. Cây số 2 là một cây thép thủ công, cán làm bằng gỗ, khâu là bằng nhôm. Cái này trên bề mặt để ngoài bãi lâu nên nó hơi bị rỉ xíu. Các bác mang về các bác vệ sinh lại rồi mài lại xài là ok. Cây số 3 là một cây dao thái 2 chốt nhôm, cán làm bằng nhựa. Trên nó có in chữ TS2000, mấy chữ thép không gì. Cây số 4 là một cây dao gọt trái cây. Cái này trên thân cũng có chữ tiếng Anh thép không gì. Chỗ này do mảng bám đấy, mảng bám cạn bẩn, để ngoài bãi lâu ngày nó bám vào, mang về rửa đi sạch đi là lại sáng. Này là thép không gì. Còn đến số 5 là một cây dao răng cưa. Cây này cũng làm thép không gỉ, cán bằng nhựa, 3 chốt nhôm. Số 15 em bán với giá 200k. Mã số 16. Mã số 16
là một combo 5 cây dao. Ok. Cái này thì chốt làm bằng nhựa, nó hơi bị tét ở đây một xíu. Nhựa hơi bị tét một xíu. Khâu cũng làm bằng nhựa. Cây này thì cán cũng làm bằng nhựa. Ở trên này nó có chữ mà nó in mờ. Và gần lưỡi dao còn mấy cái lỗ. Lúc thái đồ thái thịt nó bị dính đồ ăn nên dao. Số 3 là một cây dao cai. Cai của hãng Tsubaki, làm thép không gỉ. Cán thì làm bằng nhựa. Trên có vẽ hai bông hồng. Khâu làm bằng đồng. Mấy cái dao này thì các bác về các bác sửa lại mài lại cho bén. Rồi một số cây nó hơi bị hư tí thì các bác sửa lại. Cây số 4 là một cây dao thái. Cán là bằng nhựa. Cây số 5 là một cây dao răng cưa nhỏ. Dao răng cưa này các bác mang về thể dùng để thái đồ đông lạnh hoặc là cắt bánh mì. Số 16 em bán giá là 220k. 5 cây dao. Mã số 17 là một combo 5 cây. 5 cây dao. 5 cây dao. Cây đầu tiên là của hãng Kai. Kai Made in Japan. Ở trên lưỡi dao thì nó bị nứt không mất một phần. Về nó mang có máy, nó mang cắt cái phần nứt đi. Xong mài lại lưỡi. Bảng nó sẽ bé hơn xíu. Bảng 4/7 mà cắt đi làm phần thì trong bảng còn 3/7. Này dao cai. Khâu bằng cán bằng nhựa. Chỗ này chắc bị dính cái gì nó chảy nhựa này. Cây thứ 2 là cây dao thái. Chốt hai chốt nhôm. Cán bằng gỗ. Trên nó có mấy chữ của hãng. Cây số 3. Trên nó có chữ Sikai Chat. Đây còn mấy chữ còn Nhật. Cái này cán bằng nhựa. Cây số 4 là một cây dao gọt trái cây. Cái này cán bằng gỗ, hai chốt nhôm. Mà cái cán nó hơi bị tét. Vậy các bác thay cái cán mới vào. Hoặc sửa lại cũng được. Sửa lại cái này vẫn sửa lại được. Cái cán này sửa lại được. Cây số 4 là một cây. Cây số 5 là một cây dao răng cưa để cắt đồ rã đông, cắt đồ đông lạnh hoặc là cắt bánh mì. Cái này hai chốt đồng, cán làm bằng gỗ. Mã số 16, combo số 17 là 220k. Combo dao số 18. Dao số 18 là combo 5 dao. Năm dao. 18 là năm dao. Cây này không có chữ. Cán là bằng nhựa. Cây thứ hai là một cây thép thủ công. Trên này có chữ Nhật. Trên thân dao có chữ Nhật.
Cái này hai bên thân dao đều có chữ nhật, chốt thì có hai chốt đồng, và cái cán này nó bị hư, về các bác thay gắn khác vào các bác xài. Này có chiều dài nưỡi là 18 cm. Cái số 3 là một cái dao cán bằng nhựa. Dao này thì nhỏ hơn hai cây trước, dao này nhỏ hơn một xíu, trên nó có 5 cái nỗ. Để khi thái thức ăn nó tránh bị dính thức ăn trên thân dao. Cây số 4 là cây chốt, cán này bằng nhựa, còn khâu nằm bằng inox. Dao này là thép không gỉ. Này mũi nó hơi bị cong một xíu, về các bác đập lại mài lại. Cây số 5 là một cây dao thái, dao bên này để thái là gọt hoa quả mà dài. Này dài 34 cm cả cán. 34 cm cả cán. Lưỡi dài 22, lưỡi dài 22 cm. Combo 18 thì em bán với giá 200k. Mã số 19 là một cái niếc dao. Này thì còn mới tinh, chưa qua sử dụng. Bác nào mà không quen mài dao thì mua cái niếc này về sử dụng được. Niếc dao này thì em bán với giá là 170k một chiếc. Niếc dao này giá 170k. Này chưa qua sử dụng, còn mới tinh. Hôm nay thì em giới thiệu các bác bằng đấy món đồ. Bác nào thấy món nào mà phù hợp với mình thì đặt hàng ủng hộ em. Số điện thoại đặt hàng thì em có ghi mở phần mô tả video. Số điện thoại đặt hàng em mô tả. Nếu các bác thấy video hay, bổ ích thì các bác cho em xin một lượt đăng ký để ủng hộ em làm nhiều video khác hấp dẫn hơn. Xin chào đến tất cả các bác nhé.